rồi nha. Hôm nay chiều hôm nay thì Nga sẽ quay cảnh Nga dẫn các bé ra sân vườn chơi nè. Đó, và cùng bà ngoại hái chôm chôm nha. Cây chôm chôm nhà Nga thì nó cũng ít trái đó mọi người, không có được nhiều trái, hái chỉ được đủ ăn thôi một ít. Bà bơ, bà đứng bà ngóng bà trông ai ta hả? Đứng trông ai ta? Bà đi nhanh lắm bà bơ, bà đi nhanh lắm. Bà chạy luôn á. Bữa nay cậu hai không có đi xe. Ồ vậy hả? Bữa nay mấy bà cháu mặc đồ nổi quá, giáp xanh giáp vàng, đồ xanh đồ đỏ. Trời ơi, hôm nay chỗ không thấy quay. Trời ơi, bông đã đẹp chết luôn mà không quay. Chôm mỏi rụng tay nè, đây hay đỏ đỏ nè mẹ, thiếu gì đó xứ trời đất vàng vàng chứ chết lắm. Đây nè mọi người, đây là cây hạnh nhà Nga nè, có hoa rất là đẹp đây, và đây là cây hoa sen trắng nhà Nga nè mọi người, rất là đẹp luôn á mọi người. Đây nó mới tàn được hai bông đó, bây giờ đem ra bông rất là đẹp luôn.
ra cổng nó ngắm cảnh mọi người ơi. Đi chậm chậm thôi nha. Đó, có bạn mới rồi. Ừ, có chị. Chị chơi em. Giờ chơi đóng cửa rồi. Ừ. Đồ chơi á. Đồ chơi qua vậy? Của chị. Của chị ngủ rồi. Đó. Bà dậy bà khóc á. Men xuống chơi với chị với em nè Men. Chị ngủ rồi. Ngủ không thấy em. Mẹ với em đi chơi. Nè bé Ba lại đây mẹ quay nè. Đó, quay bốn đứa đi chơi. Trời ơi, đủ màu sắc luôn. Xanh, đỏ, vàng, hồng. Thầy không mang dép. Ừ, bé không mang dép. Cảm ơn chôm chôm hay ghét quá. Coi chừng mất cổ nha con, nhả cái hộp ra nha. Ừ, em lậm á. Chôm chôm rồi.
hội nghị bàn tròn. Rồi ăn chùm chôm mở cho con hả? Đó. Nãy giờ bà hái chùm chôm, giờ xúm lại ngồi ăn. Chị. Vô chơi vui quá ha. Dạ. Chơi vui. Con gì vậy? Dạ. Con gì đâu? Con gì đâu mà không có hay chơi cậu cái lại rồi. Chụp chôm nhà Nga nè mọi người. Mời mọi người nha. Đó. Thấy chưa? Có biết nhả hộp ra không hả? Mời mọi người hả? Rồi ăn từ từ nhả hộp nha. Mắc cổ với cha luôn á.